Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip review con xe Way của thằng cu Huy nó mới mua. Đấy, tháng lương đầu tiên của nó là nó mua được con Way tàu, à không phải tàu mà là Way chính hãng. Thì là nó mua với lại hình thức trả góp. Một năm, mỗi tháng là nó trả 1,5 triệu trong vòng một năm đấy. Các bạn thấy không, lương thằng này rất là cao. Cao đến cái mức mà mua xe trả góp, ok. Nhưng mà nói chung là nó mua được con Way như này tôi cũng cảm thấy là rất là ok rồi đấy. Xe rất là ngon. Mỗi tội là thằng cô này chưa rửa nên là hôm nay là có xe mới ở đây. Thì là tôi mới muốn quay cái video này để tôi bảo nó phải rửa xe. Ok, mà đã rửa xe phải rửa hoành tráng. Huy à, ra đây. Ra đây nha, anh có việc muốn trao đổi với chú một tí. Xe mới mua đúng không? Vâng. Bao nhiêu tiền? 18 triệu. Mua trả góp đúng không? Không cần phải bốc vét, bây giờ bảo thằng này nó mua con này hơi bị ảo tí. Xong muốn đứt luôn, mua trả góp làm gì? Chưa thích thôi. Chưa thích thôi gì? Chứ còn nếu mà thích là mua được đứt luôn đúng không? Thích mua cái SH kìa. À đấy, bọn này nó không thích chơi SH, nó thích chơi xe Way. Nói chung là đủ tiền mua con Way này cũng cảm thấy rất ok rồi. Nhưng mà cái mục đích hôm nay không phải là khoe xe, mà mục đích là chú rửa xe đi. Mua con xe mười mấy triệu ít dãng phải rửa xe tí. Này các bạn này, rửa xe ở đây là người ta nói kiểu theo cái nghĩa bóng ấy, tức nghĩa là khao ấy. Đấy, mời anh em trong team hoặc là gia đình đi ăn đi uống nó kiểu kiểu đấy, hiểu không? Chứ không phải là đi ra kia rửa xe. Không, điền ai làm kiểu thế, nói chung là chú rửa đi khao đi. Đấy, xe không biển, cứ đây là xe mới cho bạn xem không biển luôn mà nó không thèm rửa. Mang tiếng là mua được xe mới mà không rửa. Bây giờ anh muốn em rửa bằng cái gì? Ông thích rửa bằng cái gì? Bây giờ đấy cho chủ nhân của con xe này tự xử lý. Rửa xe như nào? Mà chai nước. What? Nó nói to mà. Nó lại anh không nghe rõ. Nó lại. Mọi người chai nước. Mọi người chai nước. Cái gì? Mọi người cái gì? Mọi người chai nước à? À, tự nhiên là ở đây có 3 thằng, mỗi thằng chai nước, mỗi chai nước vị trí 10.000 được. Đi mua đi. Mua luôn á? Ừ. Có lòng tốt thì đi mua luôn đi, có tiền không? Có rồi. Ừ, có đi mua đi. Đấy. Đi, cho đi mua nước đấy. Ừ, đi. Được. Nước. Đi cẩn thận mới nha, không có biển công an bắt đấy. Đấy. Rồi, thằng cô cháu nó đi mua nước rồi. Đấy, thằng này mang tiếng mua cái xe mười mấy triệu đó. Nói chung là 19 triệu mà nó đã anh em mỗi thằng chai nước 10.000, thằng này không thể chấp nhận được. Nói chung là hôm nay ấy, chơi quả này là tôi đã tính hết cả rồi. Hôm nay tôi sẽ chôn nó, hiểu không? Không phải chôn mà là tôi sẽ nói chung là cho nó biết thế nào nó rửa xe. Đấy, tôi rửa xe hộ nó luôn, không cần nó rửa. Nói chung ấy là mấy cái chai nước này của nó ấy không bõ gì cả. Nó chỉ bõ để mà cho tôi uống, tôi lấy sức để mà tôi đi lên trên kia, tôi bê 100 quả bóng bay lên trên đấy. Để tí nữa nó về, tôi sẽ rộn bóng bay xuống dưới, rửa xe cho nó luôn. Ok, bây giờ lên kia. Tôi đã để tất cả mọi thứ ở trên đây, chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ đợi thời cơ đến rồi chúng ta sẽ chôn thằng này. Để rửa xe thằng này một cách đặc biệt các bạn. Rửa xe từ trên cao rửa xuống. Đây. Đây là bóng bay nước. Đấy. Tôi đã phải chuẩn bị ở trên đây trưa ngày. Mua về hơn 100 quả bóng bay. Để quả này rửa xe cho thằng này đấy. Để lâu quá là nó bị teo đây này. Các bạn nhìn nhá. 100 quả bóng bay nước. Bây giờ tôi đợi nó về tôi thả xuống này. Ok. Đang đợi nó về. Mình ở dưới đấy để ý quay nó nhá. Đừng để cho nó biết anh ở trên đây. Ok. Cứ để cho nó về. Đấy. Chú cứ bắt lời nó để cho đứng đấy để anh dỗ thẳng vào người nó. Chưa thấy về. Thằng Huy đang về. Nó về. Nó về. rửa xe. Phê không? Hả? À? Phê đúng không? Đấy, rửa xe nó phải chất như này. Úi giời, rửa luôn kìa. Đấy, bánh xe nó hơi bẩn. Đấy, đáp vào bánh xe. Đúng rồi. Đáp mạnh vào cho nó vỡ xe ra. Này, cái chậu này. Này, anh thả xuống nhá. Thả xuống vào xe nhá. Thả này á.
Thế Thảo có bắt được không? Được. Chắc không? Chắc như thế? Bao nhiêu phần trăm? Này anh thả vào xe. để anh rửa xe tiếp, thả bóng bay rồi anh thả cả chậu nữa. Đây thả nha, thả. Thả. Ôi giời. Nó đèn chậu. Thôi đi đèn chậu. Kịch ngu rồi. Ôi trời ơi, rửa xe sướng không? Đấy các bạn thấy không, cái quả tôi rửa xe này nó mới chết đấy. Nhưng mà anh hỏi thật chú là cái cảm giác mà được ui trời ơi, ướt hết bố mông rồi. Cảm giác mà được anh dội bóng bay từ trên dội xuống thấy phê không? Phê không? Phê đúng không? Thích nữa không? Nào phát nữa nhá. Không à. Bóng bay tôi còn nhiều lắm, ok. Nói chung là hôm nay thì làm một cái trò mà trêu trêu thằng cu này tí, nó không phải là chôn mà trêu trêu đi thôi. Thì là thôi đằng nào cũng thế thì nhưng mà đưa nước đây. Anh rồi em rồi giờ anh em khao gì nữa? Ngáo ngơ, khao thì đằng nào cũng mua về rồi. Anh rửa hộ chú đây, nước này. Coca. Này cho thằng cu quay phim. Này đây, đây. Khổ. Hay tốt đấy. Cảm ơn nhá. Chả mấy khi được thằng đệ nó mời uống nước các bạn. Làm tôi đứng trên kia rồi đợi tôi phục mãi bây giờ mới về đây tôi dội được một pha mà phải gọi như là rất là chất. Tôi dội từ trên dội xuống mà tôi cảm thấy rất là phê. Đấy, cái kiểu rửa xe, rửa chai nước thế này, cái chai này chúng mấy nghìn? 10.000 á, cái này 7.000 đúng không? Chính xác đúng không? 7 hay 8.000? 10.000. 10.000 thằng này mua đắt nhỉ? Bình thường tôi mua cái lon này 7.000, cái chai này 8.000, thằng này mua 10.000 hơi đắt. Nhưng thôi. Vâng, ngày biết là 8.000 này. Con xe 18 triệu ít ra phải rửa khoảng tầm 180 thì nó mới hợp lý. Tối xe 18 sữa. Triệu rửa 30.000. Tối dẫn ra đi trà sữa. Ừ. Tối dẫn trà sữa. Ừ. Chưa nghe rõ. Cái gì trà sữa là gì? Vâng, trà sữa. Thế là tối là ba thằng mỗi thằng cốc trà sữa 20.000, 60.000. Thế tổng vị chi mà nó đãi cái món này vẫn 80.000, 90.000. Cốc sữa chua mít nữa. Đủ chưa? Thôi được rồi, nói chung là như thế là ok rồi. Nói chung là khao gì khao, tôi không quan trọng cái đấy mấy. Chủ yếu là có đồ để ăn để uống là ok rồi. Mà nói chung hôm nay tôi đã thực hiện xong cái màn mà trêu thằng con này, chôn thằng con này đấy. Rửa xe cho nó. Đấy, anh rửa xe cho chú. Thích không? Rửa phải rửa như này. Đừng đổ sơ tinh, đổ sơ tinh ra tí nữa không tẩy được đâu. Coca là cái chất tẩy, đổ ra còn tẩy được xe, hiểu không? Tí nó tẩy hết màu xe ra. Không tẩy được, màu sơn mà. Má nghịch ngu đổ hết Coca ra bây giờ không biết lấy cái gì để mà uống. Nói chung là xong rồi. Thì là hy vọng tất cả bạn xem clip này sẽ cảm thấy thú vị và vui. Nhưng mà đừng bạn nào bắt chước nhá, bởi vì là cái này không nên bắt chước làm gì cả. Cảm giác mà khi mà được đổ vào nó rất là phê, bắt chước làm phê là tôi không chịu trách nhiệm đâu ấy. Ok, sau cái màn chôn thằng Ngô Huy thì là bây giờ tôi đã có mặt ở nhà. Và trước khi kết thúc cái video này, tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng live stream có tên là Kube TV. Đây là một ứng dụng live stream mà rất là nhiều streamer tại Việt Nam đang stream và đang trực tuyến ở trên đó, trong đó có tôi. Nhiệm vụ của tôi mỗi ngày đó chính là stream chơi game và giao lưu cùng với lại những cái bạn mà yêu quý tôi đó. Thì các bạn muốn xem livestream của NTN, các bạn có thể lên Kube TV, hoặc là các bạn kéo xuống phần mô tả, tôi đã gắn link tải dưới phần mô tả rồi. Các bạn chỉ cần kéo vào đó tải Kube TV về và đợi đến 7 giờ tối mỗi ngày lên trên đó xem tôi chơi game. Bạn nào không thích chơi game thì đợi đến 9 giờ thì tôi sẽ talk show trên đó, không gọi là talk show mà gọi là thọt show đấy, các bạn hay gọi là thọt. Thì là tôi sẽ dành ra khoảng tầm 30 phút để nói chuyện với các bạn, sau đó lại chơi game. Bởi vì là sau một ngày làm việc thì là tôi cũng phải tìm một cái cách để tôi xả stress, cũng như là làm sao để cho khuây khỏa, đó chính là chơi game đó. Thì cũng không linh tinh lên thêm được cả, thì là hy vọng các bạn sẽ tải Kube TV về để xem live stream của NTN. Thì bây giờ tôi cho các bạn xem qua cái ứng dụng Kube TV nó có gì đặc biệt mà tôi phải giới thiệu các bạn. Ok, đây là ứng dụng Kube TV. Thì là khi mà vào ứng dụng các bạn thấy là có rất là nhiều game hiện ra ở đây. Đấy, rất là nhiều game. Chúng ta muốn xem game nào thì chúng ta ấn vào game đó. Ví dụ là tôi muốn xem PUBG Mobile chẳng hạn, ấn vào đây thì hiện ra rất là nhiều cái video của các streamer Việt Nam họ live stream này đó, trong đó có tôi. Ok, nếu mà các bạn muốn tìm NTN các bạn chỉ cần vào tìm NTN đó, ID của tôi là NTN, các bạn chỉ cần tìm NTN là ra video của tôi. Ok, thì đó là tất cả cái gì mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn biết về phần mềm Kube TV, ứng dụng live stream hot nhất hiện nay, và không còn gì chia sẻ cả. Hy vọng tất cả các bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. À, đừng quên là theo dõi tổ trên Kube TV vào 7 giờ tối mỗi ngày. Ok.